hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái con HP DL80G9 update lên 12 ổ cứng LFS. Ok, thì bình thường thì con HP DL80G9 thì khi sản xuất đại trà thì sẽ là mặc định là có 8 ổ cứng 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì làm sao mà mình có thể update lên được 12 ổ cứng? Mình thấy mấy cái phía trên này mình cứ tưởng tượng ra là không thể được, nhưng mà thực ra con này nó cũng là 12 ổ cứng nha. Thì bây giờ mình sẽ hiệu năng của con này thì nó cũng rất là cao, nó sử dụng lên tới 2 CPU 5 2600V4, RAM lên tới 256GB, bus 2004 với dung lượng, với cái khe gắn RAM cũng không có nhiều lắm, thì 1 2 3 4 5 6 7 8 8 khe gắn RAM. Thì có thể gắn tối đa RAM này lên tới 32GB một thanh, 32GB một thanh. Đó. Thì mặc định con CPU này, con server này nó đang chỉ có một CPU và hai cái fan này có nhiệm vụ là tản nhiệt CPU. Thì đây có một cái CPU là đang ở chế độ chờ. Thì mọi người khi mà nâng cấp CPU lên thì có thể gắn thêm một cái bộ CPU đây nữa kèm theo hai cái fan để có thể tản nhiệt được con CPU này. Nếu mà cái bộ kit của con CPU HP mặc định nguyên cái bộ kit của nó là phải có một con CPU, một cái headsim và hai cái fan thì mới chạy được, không là sẽ báo lỗi. Thì hiện tại thì mình nhìn phía trước đây. Phía trên này mình không thể nào gắn được ổ cứng rồi. Ví dụ phía trên đây mình không gắn được ổ cứng. Đây là ổ cứng HP 23T. Mình không thể nào gắn ở trên đây được. Thì bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra, mình sẽ rút cái này ra. Ok, mình sẽ rút cái này ra và mình sẽ gắn ổ cứng vô. Nhưng mà khi gắn ổ cứng vô thì chắc chắn cũng không gắn được, tại vì con server này hiện tại đang hỗ trợ là 8 ổ cứng 3.5 inch. Vì sao? Vì phía sau này không có cái bo, nên là khi gắn ổ cứng vô nó sẽ không có cái gì gỡ. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái bộ kit. Cái bộ kit này thì nó đây, đây là cái bộ kit. Đây là một cái bo. Cái bo bách lăn. Cái bo bách lăn này hỗ trợ 12 hít trên dây. Bo bách lăn của con HP DL80G9. Thì mình sẽ gắn cái bo bách lăn này vô trong đây luôn. Rồi các bạn. Thì phía đây mình sẽ gắn vô thôi. Thì mình gắn cái bo mạch này vô thì mình sẽ phun cái cách gắn vô thì gắn vô thôi, không cần ốc vít. Thì cái này thì mình sẽ nối thêm một sợi cáp vô cái cạc phía dưới này, thì lát mình sẽ nói cách, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách nối. Thì nối thì mình cứ rút cái này ra đi, không sao hết. Rồi mình nối vô đây. Nối vô đây. Rồi, ở đây có sợi dây nguồn. Nối cái cấp đầu cấp nguồn cho cái bo. Thì đây thì cấp nguồn cho cái bo đây thôi. Ok. Rồi mình sẽ gắn cái fan này vô. Đó, ok. Thì khi này server sẽ hỗ trợ lên tới 12 ổ cứng. Hỗ trợ lên tới 12 ổ cứng nha các bạn. Thì rồi mình quay ra phía trước. Thì cái này thì bây giờ mình phải gỡ cái này ra. Gỡ cái này ra thì mình có cái gỡ nó đơn giản, nó có cái này thì mình bên cạnh này mình sẽ bấm cái này ra thôi. Cái sắt rồi ta, cái này nó rất là cứng, không thể nào lấy cái đấy được. Thì đây mình sẽ lấy cái cây sắt này, mình sẽ bấm vô cái đây thì nó bấm vô cái chỗ này. Bấm được thôi. Ok. Rồi mình sẽ lấy cái miếng sắt này ra. Lấy cũng rất là cứng. Miếng sắt này nó rất là cứng. Lấy ra. Rồi, ok. Thì mình sẽ gắn cái ổ cứng lên trên đây. Đó. Ok. Khi mình gắn ổ cứng lên thì mình sẽ gắn được, mình sẽ rút cái này ra. Và mình sẽ gắn ổ cứng. Thì hiện tại thì mình sẽ hỗ trợ, con server này hỗ trợ lên tới 12 ổ cứng, nhưng mà mình sẽ gắn được là 11 ổ cứng. Thì tại vì do cái này nó vướng cái bo kit công tắc nguồn, nên là mình gắn 11 ổ cứng. Mình cũng có cách mình gắn 12 ổ cứng, nhưng mà cái đấy mình sẽ là làm một cái bài viết sau.
thì đặc biệt là khi mình gắn 12 ổ cứng này thì mình phải sử dụng cái bộ kẹp khác, là mình phải sử dụng cái bộ kẹp là đây, mình phải sử dụng cái bộ kẹp là HP840 4G FIO controller. Vì sao mình phải gắn cái kẹp này vô? Vì cái kẹp này á, nó phải đủ hiệu năng để có sử dụng được cái 12 ổ cứng. Tại vì 12 ổ cứng thì nó mình zoom lên nhá, zoom lên 200%. Dễ dễ. Gắn cái bộ kẹp này vô. Và bắt buộc mình phải gắn thêm hai cái bạc number của cái cáp này vô thì mới gắn được. Ok. Vậy thôi. Mình giới thiệu sơ qua về cách gắn cái con HBDL80G9 lên tới 12 ổ cứng. Xin chào.